thưa quý vị du lịch xanh là loại hình du lịch hoạt động theo phương thức giảm thiểu tác động đến môi trường đóng góp tích cực cho bảo vệ đa dạng sinh học sử dụng năng lượng tái tạo và phát huy các di sản thiên nhiên văn hóa phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường Đây được xem là hướng đi phù hợp trong bối cảnh hiện nay hòa chào xu hướng này huyện xuyên mộc đã phát huy các lợi thế về tự nhiên để thúc đẩy du lịch xanh phát triển huyện xuyên mộc được tạo hóa ban tặng những lợi thế tự nhiên độc nhất vô nhị Đường bờ biển dài 32 km, có nhiều bãi tắm hoang sơ kỳ vĩ. Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu Phước Bửu rừng nguyên sinh ven biển duy nhất của Việt Nam với thảm thực vật, động vật đa dạng phong phú. Suối nước nóng nơi duy nhất tại phía Nam có nguồn khoáng nóng với 70 điểm phun lộ thiên với nhiệt độ cao nhất trên 80 độ, tốt cho sức khỏe. Nâng vào tự nhiên để khai thác phát triển du lịch bền vững là chủ trương xuyên suốt của huyện Xuyên Mộc cùng các nhà đầu tư khi đến đây. Do đó, từng dự án được phê duyệt đầu tư đều được tính toán kỹ lưỡng để vừa đủ đánh thức tự nhiên tô thêm vẻ đẹp của tự nhiên phát huy giá trị của tự nhiên nhưng không tác động làm thay đổi môi trường sinh cảnh 48 dự án du lịch, trong đó có 17 dự án đã đi vào hoạt động tại huyện Xuyên Mộc, có tỷ lệ mảng xanh đạt trên 70%. Một số khu nghỉ dưỡng còn nói không với vật dụng bằng nhựa và thường xuyên tổ chức các hoạt động làm sạch môi trường. Mọi vật dụng và đồ dùng trong khu dịch dưỡng đều thân thiện với môi trường. Chúng tôi nói không với vật liệu có hại cho môi trường. Ngoài ra, khách sạn thường xuyên tổ chức cho nhân viên chọn dẹp và làm sạch bãi biển. Bạn biết đó, bãi biển sạch đẹp là một phần của phát triển bền vững và mang lại trải nghiệm tốt cho khách hàng. Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu Phước Bửu tổ chức các hoạt động tham quan từ năm 2002. Bình quân mỗi năm, nơi đây đón khoảng 7.000 lượt người đến thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, tham quan, quay MV, làm phim, Song song với khai thác du lịch, việc tuyên truyền, quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng luôn được ngành chức năng của tỉnh và huyện Xuyên Mộc coi trọng. À, chúng tôi là một cái điểm mà đến là tham quan du lịch sinh thái dưới tán rừng này thì là ngoài cái mục đích là kinh doanh về du lịch nhưng mà chúng tôi cũng là cố gắng là để truyền tải những cái thông tin À, những cái tuyên truyền để cho người dân à, là không những đến đây để thưởng ngoạn cái không khí trong lành cũng như là cái cảnh à, thiên nhiên hoang dã này mà còn phải có thêm những cái ý thức để làm sao giữ được cái môi trường rừng rồi mỗi giữ được cái môi trường sống của chúng ta. Việc coi trọng bảo tồn thiên nhiên, giữ gìn đa dạng sinh học giúp du lịch xuyên mộc trở thành điểm đến yêu thích của nhiều du khách muốn trải nghiệm các loại hình du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch thể thao, săn view đẹp, du lịch sinh thái. Một không gian rất tuyệt vời. Tôi thậm chí không có ý tưởng nào đó để có thể diễn tả hết sự tuyệt vời của không gian này. Một không gian rất xanh, rất thoáng đại. Khu rừng này thì phù hợp cho các bạn trẻ đi du lịch cũng như là đi săn view. Thì ở đây có rất là nhiều cảnh rất là đẹp. Và cái việc chạy xe đạp cũng giúp cho các bạn hòa nhập về thiên nhiên tốt hơn. Thì có những cái trải nghiệm mới và thú vị hơn rất là nhiều. Từ một địa bàn thuần nông nhưng nhờ biết khai thác hiệu quả, đúng đắn những lợi thế về cảnh quan, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú đa dạng theo hướng xanh và bền vững, huyện Xuyên Mộc đang dần trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thu hút khoảng 3 triệu lượt khách trong năm 2023, doanh thu ước đạt khoảng 4.000 tỷ đồng.